nhưng Ronay thì ác quá. Làm sao để mình không bị tâm lý khi chơi hay thi đấu vậy thầy? Để không bị tâm lý khi chơi hoặc khi thi đấu, mình sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là mình phải tiên đoán trước. Tiên đoán trước là cái tình huống nó sẽ xảy ra như thế nào. Giống như cuộc đời này, mấy ông biết cái gì đó trước á, là mấy ông đâu có sợ sệt đâu. Mấy ông đâu, giống như mấy ông coi phim ma cũng vậy. Mấy ông coi xong bộ phim đó, mấy ông coi một cái bộ phim hình sự gì đó, mấy ông biết trước cái tình huống đó rồi, biết trước cái diễn biến nó sẽ xảy ra làm sao, thì làm sao mà ông sợ, đúng không? Vậy để biết được cái diễn biến của trận đấu sẽ như thế nào, thì ban đầu khi bích một cái đội hình ra, ông phải định hình, ông diễn biến xong game này mình sẽ làm gì, mình đánh như thế nào, rồi thằng nào nó sẽ giết mình, thằng nào nó sẽ canh, nó me mình, canh me canh chua nó chơi mình, thì từ đó mình sẽ tạo ra một cái phản xạ có điều kiện. Khi mình gặp tụi nó như vậy mình sẽ phản xạ liền, mình không có bị tâm lý đó. Đâu, em mới donate cho thầy Khải 15 tuổi đúng không? Cho em xin những cách để luyện tập trình độ và kỹ năng giúp em chơi game em tốt hơn đi ngài. Thì nó nằm trong cái phần coaching ấy. Nói chung là thầy phải xem em chơi, thầy mới biết là em đang bị vấn đề gì. Giống như là phải xem em làm thì mới biết là ok em đang bị vấn đề gì, em phải thay đổi cái gì để em lên trình, những cái gì em cần phải làm. Chứ không phải đụng vô là kêu em làm cái này làm cái kia. Giống như là không thể nào mà đánh giá con cá qua cái chuyện nó leo cây đã, mà cũng không thể nào bắt con cá nó leo cây như con dượng cả. Nên là thầy phải xem cái tính chất và xem em chơi như thế nào thì thầy mới biết là ok em cần phải fit và thay đổi những gì để em tốt lên. Tất cả mọi thứ nó đều không có, nó sẽ là một cái công thức, nhưng mà công thức của nó chỉ chiếm khoảng tới 30-40% thôi, còn lại 60-70% còn lại nó sẽ phụ thuộc cho mỗi người khác nhau. À, chết mình chết á, vừa vô nó đúp e là mình chết liền. Từ từ để hỏi e đi, chạy bấm đúp lên, chạy quy e nó liền cái thì được. Nè, chuẩn bị nè, 20 giây nữa hoặc là 10 giây nữa, từ từ nó ăn cái quay này, nó lên 6 trước đó. Chết mình. Đúp. E lại, quy. Ok. Rồi biến về luôn, quay này là quay đẩy ngược về. Đừng có ham đánh lính. Ok, mượt mà đó. Quay này đang đẩy về á, đừng lia, canh lát hết thôi. Cho nó vô thế vào vòng tư để đừng lên căng nó. Ui. Đợi đi, 50 giây nữa có rồi, giết luôn. Có gì 15 giây nữa chứ. Nhìn sao 15 giây, 50 giây vậy trời. Dạ. Mắc cận rồi em ơi. Từ từ để hồi đúp kìa. Khi bớt RQ nó cũng chết đó nha. Từ, đẩy lên đó. Đợi nó ăn con xe nè, thấy không? Con xe là cái con mà chú bơm mắm tôm lắm, một hồi thế nào nó cũng ăn à. Rồi, ok. Đúp. Rồi, cắt. Cái kèo này khó đánh lắm. Cái kèo mà con Canan với Nghire này cực kỳ khó đánh luôn. Ngang trình là không thể nào mà đánh nổi luôn á. Nó đánh vậy, em cứ hồi rờ xong em giết nó hoài luôn thầy. Đúng rồi, tại kèo này nó chọn thì đó là cuộc đời nó đã chịu rồi. Con sét đánh không ăn con Akali nha. Con sét chỉ là cái con đánh đẩy đường con Akali thôi, hơn CS không có nhiều. Đến khi con Akali nó mua được cái máu 1.300 hút máu là con sét lên đường. Ok chưa? Hôm bữa em xem LCK em thấy Kiều Khanh đánh với lại Kana cầm sét đánh đâu lại Khanh không? Đúng rồi. Trước cái ngày mà nó bị nó phát ngôn khùng điên là ngày đang gặp nó đó, là đúng ngày 6 tháng 4 là nó bị, ngày 4 tháng 4 là sinh nhật của thầy. Là thầy đi gặp nó. Xong rồi thầy đã nói là cái này là không có được nha Lộc, không có nói được nha. Quay rờ. Ý. Quay. Ơ. Lát rồi. Cái này là nói là nó khùng, nó điên là coi chừng miệng hại thân đó, mình là người nổi tiếng rồi. Không phải là cái gì mình nói cũng được đâu. Dặn nó trước rồi. Xong máy lên chiếm làm cái đúng hú hồn.
AQR 2. Ok chưa? Thầy còn mấy phút nữa em xin AFK em xuống mở cửa cho ba em cái nha. Ok. ba thấy ngồi chơi game khuya là ba quýnh đòn á ngang. Trời ơi, em làm bài xong hết rồi, tí em về em show cái bài tập ra. Show cái bài tập ra hả? Đúng rồi, em show cái bài tập nha. Show cái bài tập ra cái là ba bắn nhẹ cho hả nửa tỷ. Tối nay chơi bà đi ơi. Con, tối nay Pháp với bồ chơi đi con. Đúng không? Em à, em bắt Pháp rồi. Gì vậy? Em mới bắt Pháp xong luôn. Còn nhỏ mà cá độ, cá điếc ngang, không được ngang. Thôi mà nhà có điều kiện mà kinh doanh cho biết, kinh doanh nhưng mà kinh doanh biết điểm dừng ngang. Dạ thầy. Ừ. Giờ lên này đồ ông ta hay là... Lên đó đi, lên đó ngon rồi. Chạy ra mít đi. Đi đánh với Sina. Ừ. Kinh doanh biết điểm dừng thì được, chứ không biết điểm dừng lần tỷ ba ngang. À tỷ ba. Ừ. Hên quá, nãy giờ ăn được con xe Lambo, con Lambo Guinea của thầy. Mày nãy giờ mất bao nhiêu con xe của thầy rồi đó nha. Nhân nha. Em làm tăng độ khó của em thôi. Chơi chó lên chỉnh này. Sao không cắm mắt đi, quét mắt dưới. Quy e. R quy. Ây. Ồ, thằng đó còn y hơn nữa. Từ từ đợi hồi e đi, hồi e quy nó chết. E quy. Hay rồi. Ghê cái gì, cái pha đó là quá là điều bình thường luôn. Nhân của thầy thì làm được. Kìa mít đánh nhau quá trời kìa, không bấm chuột vô coi người ta quýnh lộn. Thằng này thục nhìn đảo vậy ta. Mẹ cá ham vui. Mẹ cá ham vui. Thằng này sao nó... Ok. Có số 1 mà quên xài hoài ngang. Em mới... Nói thiệt luôn à, em mới test luôn đó. Bữa giờ em toàn lên cái gì á. Cái quyền trường ác thần mà... Ờ, quyền ác thần đó. Ừ. Quy đúp. Quy e. Trời ơi mém, e hụt. Mém thôi, bán cái khiên mua mắt tím cho người ta đi. Chạy lên à, chạy lên dí đừng có cho về. Dí lên tới luôn. Đây, để em múa đường quyền. Ê, giả bộ cho thẳng luôn giả bộ. Mày giả bộ lố quá rồi. R đúp. Này không giả bộ nữa thầy. Em đi trước nha. E quy luôn. Trời ơi, con mập, bé mập nó mập quá, nó bự quá, che không nổi. Này ăn dụng nè. Khi nào sắp tới lượt là thầy con. Ê, mình vô mình giết hết được nha. Muốn. Không, pha đó em phải canh, em canh chơi con kia chứ. Từ từ đánh nhấp nhả thôi. Số 2. Canh đánh xương xương thôi, EW. Canh đánh từ từ thôi, giết con Sena kìa, không giết con Sena dễ giết hơn rồi, không giết tự nhiên chui vô đánh con Lee Sin làm gì. Rồi có khi thua luôn giờ. Ok. Trời ơi nó đánh đi đâu á. Gần mình nó đánh khùng đánh điên. Mấy em sợ nó bắt em quá à. Tụi nó trong gần rồi. Không, từ để tụi nó đẩy cái boss đi. Em đánh em xương xương thôi, em đánh câu kéo thôi nha. Chứ đừng đánh lao ba lý ba lá ba lòng nha. Từ. Được, quy. E. Cái pha đó sao không e đi. E xong E2 về là nó chết rồi. Cái E2 đam mạnh lắm đó. Bây giờ hiện tại là chắc 500 mấy đam đúng không? Coi lại coi. Đó, tôi biết, tôi chơi tôi biết.
Rồi canh tele xuống boss kìa, giúp hai thằng boss kìa. Ơi ơi cái từ từ. Ừ tele đâu ngoài kia, tele ngoài kia là kiếm ông nội ngoài ngoài đó luôn á. Nuguri thì vẫn hay, ý tôi nói mấy thằng mới mới á, mấy thằng mới lớn á, mới nhú á. Ê số 1 lên, ý bấm số 1 lên kia là giết con kia rồi. Đánh đánh Lee Sin, gõ nó. Số 1, số 1. Số 1 em bấm rồi. À bấm rồi. Lách 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 bấm rồi lách, giờ em chạy. Lách lá em chạy như chó gách luôn. Đớp quy. Ừ ok hay. Từ từ ngang. E. Ok vậy hay rồi, hay rồi, hay rồi. Làm giờ này đây hay rồi. Thì like nãy giờ 4 mấy 5 tiếng rồi đó. Hôm bữa thầy like một phát 12 giờ 10 tiếng rưỡi thầy muốn xỉu luôn á. Nay mà thầy em kết, nay mà thầy em kết em là giờ em đắp chăn rồi. Thôi đắp chăn hả? Em ngủ sớm lắm mày ơi. Thầy có em sớm. Nói thiệt chứ mày phất bôi ngủ trễ lắm, mày ngủ sớm này em phải phất bôi đâu. Không. Em ngủ tại vì em phất bôi mệt quá rồi em ngủ sớm. thầy đang dạy cho em một bài học, đó là miệng đời gian ác. Người ta nói như thế nào cũng được, miễn mình không có là được, em hiểu không? Bài học trong đời, bài học đầu đời, ngoài cái chuyện chơi game nha, thầy cho em một cái bài học. Miệng đời gian ác, lưỡi không xương, muôn đường trăm nẻo. Cửa nó, cái phà đó cửa không có đẹp mắt ngang. Lưỡi không xương muôn lường lắc léo hả? Ok. Bye thành nhân nha, cảm ơn thành nhân ngang. Bye thầy, ngủ ngon nha thầy. Ngủ ngon. Thầy ơi phân tích cái bản 11.13 nha. Rồi giờ để thầy phân tích liên minh điện thoại. Để thầy phân tích cái bản 11.13 một cái. Đây. Anfelios, bây giờ Anfelios này là tăng đam, tăng sát lực rồi ok. Này hiệu ứng không có gì, đây là giảm E để không có cho đi top nữa. Ok, chuyển qua đi rừng, nâng mắt quy lại bình thường, không có chuyện gì hết xảy ra. Olaf trở lại, tăng máu, tăng năng lượng. Ok, Olaf trở lại nè, đi bình cũng không có suy nghĩ, không ai chơi, không cần lắm. Rumble thì không thể mà, Rumble thì bây giờ không thể mà nâng đúp để mà tách nữa, tách lên nội tại để farm rừng nữa, dân đầu nữa, bây giờ nó nâng quy nên là cũng có thể trở lại. Con này thì chỉnh sửa theo cái kiểu mà ok mới như thế nào đây. Rồi cái quy là giảm đi nè, nội tại 200 máu tối đa. Rồi quy đúp được đúng không, quy rờ được rồi ok. SXE đi thầy ơi, ông Hoàng Carry E dáng lên cây si 2 kg cu lông một thầy cốt E lại nha cây cây. Cảm ơn nha nha, cảm ơn nha nha. Từ từ để thầy đọc cái này cái. Rồi con tâm Ken bây giờ là đánh đi support không được rồi, chuyển qua đi top hay đi mid, đi chúng cổ le gì ngang. Vigo giảm hồi máu lên lớn là giảm khả năng đi lane nè. Giảm khả năng đi lane, vậy là con này sẽ đi rừng. Đi rừng. Sẽ gia tăng. Đây món đồ gì đây, hiệu ứng rồi cái món này là cái món mà dành cho, có thể dành cho support hoặc là dành cho mấy thằng top hoặc là mấy thằng CC. Chọn một thằng đó xong mà chích bi vô nó, nó sẽ giảm sát thương cho mình, đặc biệt là những con tăng lên món này cũng khá là rẻ, 2500 vàng, chỉ số là có 750 máu. Thay vì mình lên cái giáp máu thì bây giờ mình lên cái này, ok hợp lý, cái này cho mấy con tăng cơ. Rồi chỉ số là 50, 300, 150. Rồi cái này là búa tiến công bao nhiêu tiền đây? Búa tiến công sao không thấy tiền như đây hay nhiêu hết vậy? Dành cho những con slip boot, Fiora, Jack, Atroc. Khi không có thuốc rồi mình qua 20 giáp và kháng phép. Cấp độ 9 đến 18 và gây 20 sát thương lên trụ. Lính to cũng được, nhiêu đó giáp kháng phép. Rồi nè, Atroc nè. Sau món thứ hai muốn đánh cái kiểu slip boot thì lên cái này. Chịu phản kích không còn lướt được nữa à. Ok, chịu phản kích không lướt được nữa thì những cái con mà set này nọ nó đỡ áp lực hơn. Tốc độ di chuyển cũng mô lên thì 2%, kiếm tay ương tốc độ di chuyển giảm xuống, động cơ vũ trụ.
rìu đen, rìu đen nép nè, giáp liệt gì, giáp liệt sĩ mà ghi sai rồi nè, vật lý hả, chuyển từ sát thương phép sang sát thương vật lý hả, tối đa 40 à, tam hợp kiếm 35, 25, vũ điệu, hồi máu tham gia hồi gục, vũ điệu cũng ngon nè, thần thoại năng lượng, mặt nạ thống khổ Landry. Rồi mấy con AB, mấy con AB lại lên à, mấy con AB trở lại à, độ AB giảm nè, búp búp với AB giảm. Rồi meta sắp tới là meta là bóc bóc rồi, bóc cover rồi, chứ không phải meta láo vào nữa. Atrio giảm nè, giảm cái đánh xa của Atrio, áo tròng may giảm, bro danh giới, trừng phạt, mục tiêu lên lính, cái này lên lính chứ không có lên lên quái rừng thì cũng bình thường không có gì. Rồi meta sắp tới có thể sẽ khả năng là sẽ chuyển thành những con bốc. Rồi ok vậy nha mọi người, lên thì ớt ra thì mệt anh em, thầy đuối quá rồi, thầy mệt quá rồi, mình hẹn anh em mai gặp lại nha anh em. Bye nha.